đây mình dùng kim móc 4.5mm và các bạn chập đôi hai sợi len vô tâm đi giúp mình. Một sợi len này có kích thước khoảng 2mm. Đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình vòng tròn ma thuật. Ở đây móc giúp mình 8 mũi đơn. Móc lên một bính. Trong vòng tròn này các bạn móc 8 mũi đơn giúp mình. Vòng thứ hai mỗi chân len các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn. Ở đây mình sẽ móc xoắn ốc lên luôn cho nên các bạn đánh dấu len giúp mình. Mỗi chân len các bạn móc giúp mình 2 mũi đơn. Lại như vậy cho đến hết vòng giùm mình. Vòng thứ ba các bạn lại móc giúp mình chân len đầu tiên, các bạn sẽ móc giúp mình một mũi tăng, móc hai mũi đơn chung chân. Chân len kế tiếp sẽ là một mũi đơn bình thường, tiếp tục sẽ là một mũi tăng. Một mũi đơn bình thường. Lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình. Một mũi tăng, một mũi bình thường, một mũi tăng. Sau khi xong vòng thứ 3, các bạn sẽ móc vòng thứ 4. Vòng thứ 4 mình lại tăng. Một mũi tăng và hai mũi bình thường. Như vậy chân len đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình một mũi đơn. Chân len kế bên sẽ là một mũi tăng. Móc hai mũi đơn chung chân. Kế tiếp sẽ là một mũi đơn. Các bạn lặp lại cái cụm này cho đến hết vòng giúp mình. Vòng thứ 4 các bạn lại móc vòng thứ 5 tăng tiếp tục giúp mình. Vòng thứ 5 sẽ là 3 mũi bình thường và 1 mũi tăng. Như vậy các bạn có thể móc chân len đầu tiên là 1 mũi tăng. 3 chân len tiếp theo các bạn móc mũi đơn bình thường. Và lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình. Một mũi tăng, 3 mũi đơn. Xong vòng thứ 5 mình lại tiếp tục móc qua cái vòng thứ 6. Vòng thứ 6 mình sẽ tăng 4 mũi bình thường và 1 mũi tăng. Như vậy hai chân len đầu tiên các bạn sẽ móc mũi đơn bình thường. Chân len kế tiếp chúng ta móc 2 mũi đơn chung chân. Hai chân len kế bên mũi đơn bình thường.
và các bạn lặp lại cái cụm này cho đến hết vòng giúp mình. Sau khi xong vòng thứ 6, các bạn lại móc giúp mình vòng thứ 7, 5 mũi bình thường và 1 mũi tăng. Như vậy mình sẽ móc 5 chân len đầu tiên mũi đơn bình thường, 1, 2, 3, 4, 5. Chân len kế bên mình sẽ móc 1 mũi tăng. Các bạn móc 2 mũi đơn chung chân. Và lặp lại cái cụm này cho đến hết vòng giúp mình. 5 mũi bình thường 1 mũi tăng, 5 mũi bình thường 1 mũi tăng. Xong vòng thứ 7 thì mình lại móc tiếp vòng thứ 8, 6 mũi bình thường và 1 mũi tăng. 3 chân len đầu tiên các bạn sẽ móc mũi đơn. Chân len kế bên 2 mũi đơn chung chân. Ba chân len tiếp theo sẽ là mũi đơn bình thường. Các bạn lặp lại cụm này cho đến hết vòng giúp mình. 3 mũi bình thường, 1 mũi tăng, 3 mũi bình thường. Sau khi xong vòng thứ 8, các bạn sẽ móc giúp mình vòng thứ 9. Và vòng thứ 9 mình sẽ móc 7 mũi bình thường và 1 mũi tăng. Chân len đầu tiên mình sẽ móc 1 mũi tăng. Móc 2 mũi đơn chung chân giúp mình. 7 chân len tiếp theo. Các bạn móc mũi đơn bình thường. 1 2 3 4 5 6 7. Lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình. 1 mũi tăng và 7 mũi bình thường. Sau khi các bạn móc xong cái vòng thứ 9, các bạn sẽ móc tiếp giúp mình vòng thứ 10. Ở đây nếu các bạn muốn móc cái túi to hơn để đựng điện thoại thì các bạn sẽ tăng mũi tịnh tiến lên giúp mình. Ở đây mình dừng ở cái vòng thứ 10. Vòng thứ 10 các bạn sẽ móc giúp mình mũi đơn, nhưng ta sẽ móc từ chân bên phải sang bên trái như thế này. Như vậy cho đến hết vòng giúp mình, mỗi chân len một mũi đơn. Các bạn làm giúp mình hai tấm như thế này để chúng ta làm cái mặt túi. Sau đó móc giúp mình một số bông hoa nhỏ như thế này. Bông hoa nhỏ mình sẽ dùng kim móc 2.5mm. Sẽ móc cho mình ở đây phần nhụy trước, chúng ta sẽ móc cái vòng tròn ma thuật gồm 5 mũi đơn, một bính, và trong vòng tròn này móc giúp mình 5 mũi đơn. Thank you.
rồi nối vào, cắt len đi. Cắt len đi giúp mình. Sau đó các bạn thay qua len màu tím và móc giúp mình ở đây cái phần cánh. Các bạn móc giùm mình một bính, hai bính. Và chân len đầu tiên chúng ta sẽ móc 5 cánh. 1, 2, 3, 4, 5. Chân len đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình ở đây một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn, ba mũi kép đơn, một bính, hai bính và một mũi dời. Các bạn được cái cánh hoa đầu tiên, tiếp tục móc một mũi dời qua chân len kế tiếp, chúng ta móc cánh thứ hai, một, hai bính, ba mũi kép đơn chung chân. Móc giúp mình thêm 3 cánh như vậy nữa và chúng ta cắt liền đi. Sau khi các bạn hoàn thành xong hai phần, các bạn khâu lại giúp mình. Ở đây các bạn dùng một cái nắp hít để giữ cái nắp lại, trang trí giúp mình thêm những bông hoa và bông bướm như thế này. Như vậy chúng ta hoàn thành xong một cái túi hoa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.